Bánh xèo giá sinh viên chỉ 7 cành liệu có chất lượng. Hai cuối tháng rồi sẽ lấy dẫn mọi người đi đến quán bánh xèo thân thuộc của sinh viên thương mại nha. Rầu quán Bà Thúy, 86 Dũng Tĩnh Khê. Trời thì nóng bức mà tôi thèm nên phải đi ăn liền mọi người. Đây, cái đoạn này phải tập trung nhìn bây giờ tôi nè. 1, 2, 3, 4, 10 cái chảo. Đổ ly liệt nhìn mà tôi không rời mắt luôn mọi người ơi. Rồi, thấy tôi vô trong ăn nha. Tôi kêu một dĩa bánh xèo 7 cành một cái, nem lựu thì 6 cành một cây nha. Chi mắng rẻ dễ sợ luôn mọi người ơi. Đây cái đoạn này tôi pha nước chấm này cho miếng tương ớt với miếng mắm vô, linh hồn của món ăn là nằm ở chén nước chấm này đây mọi người. Đoạn này là mọi người phải tập trung nhìn cái vào bánh này, hắn mỏng giòn mà không bị dày bột lắm mọi người. Nói nhiều quá chảy nước miếng hết trơn rồi, thôi cuốn một cuốn ăn thử để cảm nhận liền. Rau ở đây là được cái sạch sẽ mà phía lớp 1 được hết trơn mọi người. Chấm miếng nước tương nè, cắn miếng mà giòn tan dễ sợ đã cái nư tôi ghê luôn mọi người ơi. Nhìn cái đoạn này là mọi người biết tiếng hiệu báo là mọi người phải đi ăn bánh xèo liền đó mọi người. Đây được cái là nước tương mà gì có ít đạo với gan cho nên ăn không béo như mấy chỗ khác nha mọi người. Đó ai nhìn nói cái bánh xèo 7K mà tôm thịt trứng quá trời trời luôn. Đang ngồi mà mani nướng thơm quá, tôi phải chiến liền mấy cây nem lựu ở trên bàn tôi liền nè mọi người. Rồi đoạn này chiến với tôi liền nha. Rồi cây nem lựu 6 cành mà mọi người nhìn kìa, họ quét cái cây nem lựu tôi nói thiệt dễ sợ luôn mọi người, cực kỳ chất lượng nha. Thôi tôi tập trung tôi ăn đấy đã. Rồi mọi người đến đây ăn thử xem tôi có đúng hay sai nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha, bye bye.